Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo. À vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay mình làm cho bạn Võ Hiệp Phú nhá. Đấy thì để đổi mới cái lại cái phong cách bắn thì hôm nay mình sẽ bắn ở BL và sẽ bắn em Falcon nhá. Hôm nay không rút nha anh em ơi. Hôm nay mình sẽ không rút nha anh em. Đấy bắt HL thôi. Bắt HL chơi chơi thôi. Trên tay mình đang là em Falcon bên tinh. Hay quá. Em mình bắn được cái chứ. Không được đùa với Linh ra rùa anh em ạ. Đây có thằng này. Đi đâu đấy bạn ơi? Quả thơm luôn. Bữa vào cái làm bốn bé luôn. Để xem cái tem này bắn nó như thế nào nào. Kiểu gì chúng nó cũng nhảy nước. Bữa mới nói xong anh em ạ. Kiểu gì chúng nó cũng nhảy nước, chúng nó me mình. Vừa nãy mình chạy nước mà. Cover HL mà. Ấy á. Zuka bắn tốt ghê đấy. Vừa nãy mình bắt nước một ván kiểu gì ván này nó cũng nhảy nước nó bắn mình. Nên là anh em ván ở trên ván ở dưới cho họ khó bắt bài. Ép dần lên, ép dần lên. Hay quá nhờ. Chú ý canh nước B này. Đó. Biết ngay mà. Vừa lấy có Thanh Liên nhảy xuống nước B bắn mình. Bắn đầu tiên đấy. Đấy. Trên cầu cover, trên cầu cover. Phải cả trưởng ạ. Ông trên cầu, tưởng ông trên cầu cover cho mình chứ này. Đùa. Hiện tại đang còn E2 KOK. Tại với cái tình huống là 1v3. Đầu A1 kìa. Rồi không ổn rồi. Bắn thế là toang rồi. Chính ra để mà clear tem ấy. Anh em thủ ở cái cầu A này bắn clear tem phê hơn là thủ ở nhà GR, à nhà BL. Đầu A bay qua 2 này. Anh em đi cầu A đông quá. Ừ nhá, quý vị này. Nhảy nước này, nhảy nước này. Đầu A này. Đầu A còn một nhá. Hay rồi. Quá thơm luôn. Mày qua vẫn vơ vét được hai bé. Cái khẩu Falcon bên tinh này bắn phê với khẩu Falcon GB. Falcon báo gật GB bắn hơi tù. Thấy phê luôn. Hay quá. Đầu A này. Ơ héo mất rồi. Ôi trời ơi, HL vẫn còn đông thế nhở. HL1 này. Hiện tại còn BS Minh. Được đấy. Ôi, ghê thế. Kinh nhờ. Toàn full slap thôi anh em ạ. Quá khê. Mình bắn mình phải bật tâm. Bắn full slap mà mít cái là thôi là ăn cứt luôn anh em ạ. Rồi. Chạy HL à. Ủa cái tem này không ai đi lước à. Không ai đứng lước, không ai đi lước luôn này. Hẻm B không đi lên. Hẻm B không đi luôn. Tụ tập hết ở nhà mới lại ở cầu A làm gì vậy. Ở cầu A mà để nó vào trong cầu như chỗ không người luôn.
Tem này nếu mà cứ bán theo cái hình thức này khả năng là tỷ lệ thua ngược rất là cao. Mình dám khẳng định với anh em luôn, nếu mà tem còn bắn với cái hình thức gọi là full cầu A mới thủ nhà này là không ổn. Cuối B này. Đó, chết dở, tem bắn này là toang rồi. Cuối B này. Tem bắn này là toang rồi, toang rồi, toang thật sự rồi anh em ạ. Thua ngược là cái chắc chắn luôn. Mình nhảy dốc, mình đứng dốc mà không ai đi luôn, không ai đi lướt luôn. Ra đây. Từ đã, thay đạn cho đẹp trai đã. Nhà ba này. Nhéo đâu rồi? Cứ nhảy. Kiểu gì nhà mình có thằng. Biết ngay mà. Cái kiểu kê góc đấy là mình nhá cái một thôi nè. Nhá cái một là biết bài nhau ngay. Ấy. Ui, đéo lé được anh em ạ. Vãi cả trưởng, cả trước cả sau, đéo cái bài kịp. Anh em phải rút nước cơ. Không rút nước thì không win được đâu. Ấy. Ấy, đi thanh niên này là bên mình không có ai đứng dốc. Là nó giạt nhẹ cái là hẹo à. Nó đi nó giạt từ từ vậy cơ mà. Thua rồi. Rồi xong. Rồi tem mình chạy hết rồi anh em ạ. Anh em bắn là phải bắn được hết trận. Anh em bắn mà cứ kiểu thoát ra kiểu âm mạng xong là không, cảm giác mình không bắn được thoát ra thì tem không ai gánh cả, tem rất khó bắn, thiếu người. Đó lại thoát ra kìa. Tem thiếu người sao mà bắn được. Mình đứng dốc cho mà không nào biết đường đi lướt luôn. Khả năng không ổn rồi. Tem ép lướt đi. Biết ngay mà thu ngược mà anh em ạ. Rồi xong luôn. Bắn thủ nhà này là toang. Dẫn trước 4-1, 5-2. Mà bây giờ thu ngược anh em ạ. Nước B à. Đấy. Không xuống luôn. Vào cầu luôn mới ghê chứ. Định mệnh. Đùa, mỗi mình đứng ở cái nước này khó bắn vãi. Ôi, thoát hết rồi anh em ạ. Bất lực rồi, bất lực rồi. Vẫn phun cầu A. Tem vẫn đi cầu A rất là nhiệt anh em ạ. Vẫn rất cật lực. Trời, quý B này. Hay lắm. Đây cũng là cái lý do mà tại vì sao mà mình ít khi mình bắn ở bên BL. Nó nhất là anh em không bắt lướt. Anh em toàn thủ cầu A bắn một mình rất là khó chịu. Thứ hai nữa là mình bắn BL thì thường thường là bắn ví dụ như mình cầm K98 hay là M200 thì thường thường là mình hay rút là như thế. Tại vì là không rút thì là mình cũng không thủ được. Trời, BL nếu mà tem bên GR người ta mạnh mà không tận dụng được rút nhanh thì
rất là khó bắn. Vãi cả trưởng à, đục hay thế nhở. Đang tính thay cái đạn mà để lên, sợ nó ít đạn quá, tí nó lên lại không bắn được. Tem không một ai dương mạng luôn. Nước nó nhảy đông thế. Trời ơi, như cào cào luôn anh em ạ. Đồng vãi trưởng. À, đồng thế này sao chơi. Vẫn có một ông thủ nhà, một ông ở cuối B. Vãi cả trưởng. Mỗi mình tôi đứng nước đây. À, ra đây. Hay rồi. Bà bắn hồi hộp vãi trưởng nha. Làm gì đấy bạn ơi? Định mệnh bắn bắn vã mồ hôi luôn anh em ạ. Bắn gánh thêm kiểu này chết. Nói chung là trận này thì khả năng là mình không gánh được rồi. Nói chung chỉ gánh được một phần nào đó thôi. Tem mà không gánh cùng nữa thì một cánh én này không thể làm nên mùa xuân được. Chịu. Ép dần lên đi anh em. Ấy, cầu B vẫn còn đấy. Ôi ôi, tem lại hẹo hết rồi kìa. Mình cứ tưởng trận này hiệp lại thắng cơ. Sao mà tem mình nổng nhanh ấy nhở. Nước B kìa. Nhìn cái tem mình sợ quá. Bật táp lên thôi mà nhìn cái tem sợ thật. Rồi xong luôn. Mỗi một mình đứng dốc. Không ông nào cover dùm chứ. Ôi vãi trưởng ạ. Ra đúng cái đường kề. Lại thua tiếp chăng. Nhà kìa. Rồi thua luôn. Bất lực thực sự anh em ạ. Nếu như với cái tem này nhá, nếu như mà mình cầm M200 là mình rút thẳng nước rồi đấy. Không bao giờ có chuyện mình để thua được đâu. Mà cầm phạt côn thì phải chấp nhận thôi. Trời ơi, nước đông thế. Ôi toàn rồi, tem mình thoát hết rồi. Toàn. Không đỡ được rồi. Định mệnh. Kê cái ông nước B, ông đéo xuống, ông lại vào cầu. Tem mình chạy hết luôn. Đấy cũng là một cái lý do mà mình rất ít khi mình bắn BL. Hay rồi. Chứ còn bắn BL, bắn KR thì hầu như là mình, kỹ năng của mình hầu như là nó như nhau à. BL và KR đều bắn được hết. Ui cái đầu B đông thế. Đầu B vẫn còn 3 thằng nữa. Thua. Bắn không lại. Thua. Bạn này 11, 16. Xong. Ok, thôi clip mình cũng xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.